Khi còn trẻ thì chúng ta sẽ dám đương đầu với tất cả mọi khó khăn thử thách, gặp chuyện khó không bao giờ nản lòng. Thế nhưng khi bước vào độ tuổi trung niên thì mỗi người trong chúng ta lại phải học cách đối xử tốt với chính bản thân của mình, mới mong là có một cơ hội để sống được hạnh phúc về sau. Chúng ta hãy vứt bỏ đi những người hay là những thứ không còn xứng đáng nữa. Con người khi đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ nên suy ngẫm trong cuộc sống của chúng ta. Còn được bao nhiêu người bạn thực sự để mình tin tưởng để mà phó thác, và có được bao nhiêu tình cảm để khắc cốt ghi tâm. Bởi vậy chính là những điều bởi đây chính là những điều mà vô cùng quý giá của cả một đời người. Và khi bước vào tuổi trung niên thì chúng ta phải biết cách bỏ đi một số việc hay là những điều không còn ý nghĩa nữa với cuộc sống này. Nếu không chịu buông bỏ, tự bản thân mình sẽ tăng thêm gánh nặng, mà buông xuống thì cuộc đời sẽ bắt đầu được hạnh phúc. Cuộc sống thì có lúc được rồi cũng sẽ có lúc mất đi. Muốn có được những điều tốt đẹp hơn thì chúng ta phải biết buông bỏ đi những điều không còn quý giá nữa. Muốn sống một cuộc đời vui vẻ thì nhất định phải học cách đặt xuống những việc, những người không còn cần thiết nữa đang cản bước trong cuộc đời của chúng ta. Hãy bước bỏ đi sự mềm lòng. Khuyết điểm lớn nhất của một đời người có thể nói là tâm quá mềm yếu. Nhiều người cho là việc biểu hiện của tấm lòng tốt đó là sự mềm yếu, mềm lòng. Nhưng khi đã ở qua nửa cuộc đời rồi, thì chúng ta cần phải hiểu một điều là sự lương thiện, quá lương thiện, có khả năng phá hỏng phần nửa cuộc đời còn lại của chúng ta. Chính vì thế, quá mềm lòng không phải là một điều tốt. Đôi khi, đứng trước những yêu cầu vô lý, chúng ta nên từ chối một cách dứt khoát, thay vì thiếu quyết đoán để đưa đến những quyết định sai lầm. Có thể thì một câu hứa được chấp nhận một yêu cầu nào đó cũng có thể đem đến cho chúng ta nhiều phiền toái. Đến khi chợt nhận ra thì mình không thể xử lý được điều này, muốn buông bỏ thì đã quá muộn rồi. Hãy buông bỏ sự bi quan. Cuộc đời sẽ luôn có những lúc gặp gần sóng gió, khó khăn thì muôn vàn. Xong thì chúng ta hãy tin rằng cuối cùng rồi mọi việc cũng có một cách để giải quyết. Vậy tại sao không ít người đã chọn cách là từ bỏ giữa đường để cuối cùng rồi là mang sự thất bại? Tất cả cũng bởi vì hai chữ bi quan. Tuy nhiên thì một khi đã bước vào tuổi trung niên, chúng ta hiểu một điều là bi quan chỉ khiến cho cuộc đời trở nên ảm đạm và mang thêm sầu muộn mà thôi. Chính vì vậy, thay vì bi quan, hãy học cách mỉm cười đối diện với mọi chuyện của cuộc sống này. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể vượt qua được phong bao bão táp của cuộc đời. Và điều sau cùng, hãy buông bỏ đi những lời phàn nàn. Nhiều khi chúng ta dễ dàng buông lời phàn nàn về công việc không được suôn sẻ, phàn nàn về vấn đề là vợ hay chồng không đủ tốt, phàn nàn là xã hội ngày nay có quá trời nhiều khắc nghiệt. Trong trên thực tế, chúng ta chỉ biết kêu ca chứ không thể tìm được một nguyên nhân sâu xa nào. Thế giới này thì luôn luôn khách quan và công bằng với tất cả mọi người. Phàn nàn, oán trách không phải là cách để mà chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Trái lại, nó chỉ cho chúng ta cảm thấy một tràn đầy một sự thất vọng về cuộc sống và bản thân mình trở nên mệt mỏi. Khi chúng ta phàn nàn về mọi thứ cũng là lúc chúng ta chống lại thế giới này. Không chỉ không giải quyết được mà khiến cho bản thân chịu thêm sự dày vò và vô cùng mệt mỏi.